Lại nữa, thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát an trụ trong năm thủ uẩn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh chớp, như quáng nắng, như huyễn, như hóa. Sau khi đã biết rõ như thật, năm uẩn như mộng cho đến như hóa, đều không thật tướng, vì ấy phát sanh dũng mãnh, thân tâm tinh tấn. Nhờ phát sanh dũng mãnh, thân tâm tinh tấn, đại bồ tát này phát sanh thần thông thù thắng, mau lẹ, có thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật ở khắp mười phương, thân cận như lai ứng chánh đẳng giác, dùng vô lượng phẩm vật, vi diệu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trồng các thiện căn nơi các vị Phật, làm lợi ích an lạc các loài hữu tình, cũng có thể trang nghiêm các cõi Phật. Nhờ thân tinh tấn, đại Bồ Tát này thành thục hữu tình, tùy theo căn cơ, dùng pháp ba thừa tìm cách an lập, giúp họ đều đạt được cứu cánh. Thế nên thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ thân tinh tấn, các đại bồ tát mau viên mãn tinh tấn ba la mật đa vô tướng. Do đại bồ tát này phát sanh tâm tinh tấn dũng mãnh, nên làm phát sanh các chi thánh đạo vô lậu, được nhiếp vào thánh đạo, viên mãn tinh tấn ba la mật đa, trong đó bao gồm các thiện pháp như là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc nội không cho đến vô tính tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nhờ tâm tinh tấn mà các vẻ đẹp của đại Bồ Tát này đều được viên mãn, vì ấy phóng ánh sáng lớn chiếu vô biên thế giới. Nhờ tâm tinh tấn hoàn toàn viên mãn, nên vì ấy có thể đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, đầy đủ 32 tướng, làm cho 3000 thế giới biến động 6 cách, các hữu tình trong đó. Nhờ ánh sáng chiếu đến, thấy sự biến động này, nghe âm thanh chánh pháp, tùy theo căn cơ của họ mà được bất thối chuyển, hoàn toàn rốt ráo đối với đạo ba thừa. Thế nên thiện hiện, các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, viên mãn tinh tấn ba la mật đa. Do các việc làm từ tinh tấn ba la mật đa này, nên đại Bồ Tát này an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, có thể sớm viên mãn tất cả Phật pháp, sớm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát an trụ vào năm thủ uẩn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như ánh chớp, như quáng nắng, như huyễn, như hóa, để viên mãn tịnh lự ba la mật đa. Thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát an trụ trong năm thủ uẩn, như mộng cho đến như hóa, để viên mãn tịnh lự ba la mật đa như thế nào? Đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, sau khi đại bồ tát biết như thật năm uẩn như mộng cho đến như hóa rồi, nhập vào tịnh lự thứ nhất cho đến tịnh lự thứ tư, nhập vào vô lượng từ cho đến vô lượng xả, nhập vào định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu tam ma địa không vô tướng vô nguyện, tu tam ma địa như điện, tu tam ma địa kim cang dụ, tu tam ma địa chân chánh của bậc thánh, trụ vào tam ma địa kim cang dụ, trừ tầng định của Như Lai, còn đối với các tầng định khác như định của nhị thừa và các thắng định khác, vị ấy có thể nhập vào tất cả và hoàn toàn an trụ trong đó, như không tham đắm vị ngọt của các định tịnh lự vô lượng vô sắc, cũng không tham đắm vào sự đắc quả ấy. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy như thật biết những định tịnh lự vô lượng vô sắc, và tất cả các pháp đều cùng lấy vô tướng vô tánh làm tánh. Chẳng lẽ vô tướng say đắm vô tướng, chẳng lẽ vô tánh say đắm vô tánh? Do không say đắm, vị ấy quyết định không theo thế lực của các định tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh vào sắc giới và vô sắc giới. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này hoàn toàn vô sở đắc đối với mọi cảnh giới. Đối với người nhập định,
định được nhập, lý do nhập định, vị ấy cũng vô sở đắc. Do vô sở đắc đối với tất cả các pháp, Đại Bồ Tát này có thể sớm viên mãn tịnh lự ba la mật đa vô tướng. Nhờ tịnh lự ba la mật đa này, vị ấy vượt khỏi các địa vị thanh văn độc giác. Cụ thọ thiện hiện bạch: Thưa Thế Tôn, Đại Bồ Tát này viên mãn tịnh lự ba la mật đa vô tướng, vượt qua các địa vị thanh văn độc giác như thế nào? Phật bảo: Thiện hiện, do học trọn vẹn nội không cho đến vô tính tự tính không, nên Đại Bồ Tát này liền có thể viên mãn tịnh lự ba la mật đa vô tướng, vượt qua các địa vị thanh văn độc giác. Đại Bồ Tát này trụ vào các pháp không hoàn toàn vô sở đắc, đối với tất cả các pháp chẳng thấy có pháp nào lìa các pháp không đó, an trụ ở trong đó. Đại Bồ Tát này không đắc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, cũng không nắm bắt các hạnh của Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật. Các pháp không này cũng đều rỗng không, nhờ trụ trong pháp không này, Đại Bồ Tát ấy vượt qua các địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Các Đại Bồ Tát, lấy gì làm sanh, lấy gì làm ly sanh? Phật bảo: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát lấy tất cả pháp có sở đắc làm sanh, lấy tất cả pháp vô sở đắc làm ly sanh. Cụ thọ thiện hiện bạch: Thưa Thế Tôn, các Đại Bồ Tát lấy gì làm có sở đắc và lấy gì làm vô sở đắc? Phật bảo: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát lấy tất cả các pháp làm có sở đắc, nghĩa là các Đại Bồ Tát lấy sắc thọ tưởng hành thức làm có sở đắc, lấy nhãn xứ cho đến ý xứ làm có sở đắc, lấy sắc xứ cho đến pháp xứ làm có sở đắc, lấy nhãn giới cho đến ý giới làm có sở đắc, lấy sắc giới cho đến pháp giới làm có sở đắc, lấy nhãn thức giới cho đến ý thức giới làm có sở đắc, lấy nhãn xúc cho đến ý xúc làm có sở đắc, lấy các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có sở đắc. Do